Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang kiểm tra việc chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả ở Phổ Cử. Các xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, Phù Ủng, huyện Ân Thi đón bằng công nhận nông thôn mới. Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 35 năm tù cho 4 đối tượng phạm tội giết người. Huyện Văn Lâm có 27 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đây là năm đầu tiên tỉnh ta tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính đối với công chức các cơ quan đảng đoàn thể nhằm đánh giá lựa chọn những công chức đảm nhận những vị trí việc làm ở ngạch cao hơn. Thời gian diễn ra kỳ thi từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 12 năm 2017. Dự thi có 32 thí sinh là công chức trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tất cả các thí sinh chấp hành nghiêm nội quy quy chế thi, vận dụng tốt kiến thức đã học, đều hoàn thành bài thi đạt kết quả cao nhất. Hội đồng thi, ban giám sát kiên quyết xử lý các trường hợp thí sinh và cán bộ vi phạm nội quy quy chế thi. Các cán bộ chiến sĩ công an cần làm tốt công tác an ninh trật tự trong thời gian thi và sau thi. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Báo Lao động và Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình tư vấn giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại đây, gần 900 công nhân lao động được các chuyên gia luật sư tư vấn giải đáp một số thắc mắc của người lao động gặp phải trong quá trình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn cho chủ sử dụng lao động và người lao động về nội dung, quy định mà họ chưa nắm rõ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người lao động và chủ sử dụng lao động về ý nghĩa của chính sách bảo hiểm, nâng cao tỷ lệ số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo vệ quyền lợi an sinh cho người lao động. Ngày 22 tháng 12, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra kết quả chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại huyện Phù Cử. Năm 2015, huyện Phù Cử được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chuyển đổi 447 ha từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm kết hợp với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đã chuyển đổi được 107 ha sang trồng cây hàng năm kết hợp với chăn nuôi. Giai đoạn 2016-2020, các địa phương trong huyện sẽ tiếp tục chuyển đổi 340 ha. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, việc chuyển đổi từ cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và vật nuôi là đòi hỏi bắt buộc. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại hai xã trong huyện thì xã Tam Đa đã nắm rõ số diện tích chuyển đổi, không để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hình thành được nhiều vùng chuyên canh trồng cây ăn quả với diện tích lớn. Nhiều hộ nhờ chuyển đổi đã trở nên giàu có, nhưng xã Đình Cao còn lơ là trong triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi, chưa công khai minh bạch các thửa, vùng nằm trong quy hoạch chuyển đổi để người dân được biết. Điều này dẫn đến việc chuyển đổi còn chưa thành vùng tập trung. Việc chuyển đổi ở nhiều nơi không theo quy hoạch có hiện tượng cán bộ cấp xã gây khó dễ cho người dân đến làm thủ tục. Đồng chí yêu cầu huyện Phù Cử phải sớm điều chỉnh lại quy hoạch phát triển nông nghiệp cho từng vùng, từng giống cây trồng vật nuôi. Kiểm kê lại việc chuyển đổi, có kiểm tra hướng dẫn tới từng xã gắn với thành lập các tổ hợp tác sản xuất, xây dựng thương hiệu gắn sản xuất với tiêu thụ.
Sáng nay, xã Phơ Ủng, huyện Ân Thi tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ xã Phơ Ủng, đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và đón bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Trước năm 1947, có 3 xã là Quang Vinh, Hoàng Hữu Nam và Tân Dân sáp nhập lấy tên là xã Đô Lương. Các đảng viên sinh hoạt ghép với các chi bộ khác trong huyện. Năm 1947, chi bộ đầu tiên được thành lập gồm 24 đảng viên. Năm 1974, xã Đô Lương được đổi thành xã Phụ Ủng, là mảnh đất kiên trung anh hùng, xã có hàng nghìn người con không tiếc tuổi thanh xuân sẵn sàng ra trận, đã có 134 người anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, có 15 người mẹ được phong và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Bằng sự nỗ lực vượt qua những khó khăn của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Phụ Ủng đạt chuẩn nông thôn mới. Được biết, xã đã huy động các nguồn vốn được gần 74 tỷ 500 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 40 tỷ đồng. Trường Trung học cơ sở Phụ Ủng, tiền thân là Trường Trung học cơ sở Đô Lương, trải qua hơn 50 năm thành lập và trưởng thành, nhiều năm liền, trường đạt tiên tiến cấp huyện. Hiện nay, trường có tổng số 359 học sinh, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Cơ sở vật chất đang từng bước đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của nhà trường. Cũng trong sáng nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, xã Thủ Sĩ đã huy động trên 67 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp hơn 32 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư và trên 150.000 mét vuông đất ruộng để mở rộng giao thông thủy lợi nội đồng. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 33 triệu đồng, số hộ nghèo giảm còn 1,97%. Hệ thống trường học các cấp có cơ sở vật chất cơ bản đạt chuẩn quốc gia, phục vụ tốt nhu cầu dạy và học. 95% người lao động trên địa bàn xã có việc làm thường xuyên trong các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. 100% người dân được sử dụng nước sạch. 74% người dân tham gia bảo hiểm y tế. 100% các thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2017, chiều ngày 22 tháng 12, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh đã đến thăm và tặng quà chức sắc công giáo tại giáo xứ thành phố Hưng Yên. Tại giáo xứ thành phố Hưng Yên, đồng chí Đoàn Văn Hòa đã tặng quà và chúc Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình Hưng Yên cùng các vị chức sắc và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn các chức sắc và giáo dân tiếp tục đoàn kết, tích cực chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp. Thay mặt các chức sắc giáo dân, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ cảm ơn sự quan tâm của tỉnh tới cộng đồng giáo dân, đồng thời tiếp tục động viên bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 12, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Liên hoan Phát thanh Truyền thanh Truyền hình toàn tỉnh lần thứ 14 năm 2017. Tới dự có đông đảo các nhà báo, phóng viên, đài truyền thanh 10 huyện, thành phố và các đài truyền thanh cơ sở đạt giải. Tham dự liên hoan có 75 tác phẩm thuộc 5 thể loại, chương trình truyền thanh 15 phút đài cơ sở, chương trình truyền thanh 15 phút đài huyện, thành phố, phóng sự phát thanh, phóng sự dài và phóng sự ngắn truyền hình. Các tác phẩm tham dự liên hoan đã bám sát vào chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội được phản ánh. Nhiều tác phẩm đã đề cập đến những vấn đề được quan tâm hiện nay như chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự ở địa phương, đồng thời biểu dương các nhân tố mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt. Ban tổ chức đã trao giải cho 36 tác phẩm xuất sắc, trong đó Đài Truyền thanh Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đạt giải nhất chương trình truyền thanh 15 phút. Chương trình thời sự tổng hợp đài huyện, thành phố giải nhất trao cho đài truyền thanh huyện Văn Giang. Thể loại phóng sự dài truyền hình giải nhất SOS Từ Chí Trung của nhóm tác giả Ngọc Anh, Minh Đức, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Hai giải nhì phóng sự ngắn truyền hình thuộc về tác phẩm Nông dân thời A Còng của đài truyền thanh huyện Văn Giang và mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của đài truyền thanh huyện Kim Động và nhiều giải khác cho các tác giả và nhóm tác giả. Đài truyền thanh huyện Văn Giang và đài truyền thanh huyện Kim Động đạt nhiều giải thuộc khối đài huyện, thành phố. Phòng khoa giáo đạt nhiều giải thuộc các phòng khối đài tỉnh. Nhân dịp này, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tổ chức tọa đàm với chủ đề Làm tin truyền hình trong thời đại mạng xã hội.
Các đoàn tham gia thi một số môn thể thao như kéo co, bịt mắt đánh trống và bóng bàn. Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Động đã quán triệt triển khai thực hiện toàn diện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua đột kích, góp phần quan trọng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định việc thực hiện thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng góp phần quan trọng hoàn thành tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua quyết thắng, đồng thời xác định các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của đơn vị, từ đó cụ thể hóa vào các nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Điều ghi nhận trong thực hiện nhiệm vụ ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Động là 100% các đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Chuẩn bị tốt công tác huấn luyện và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Trong cái tổ chức huấn luyện thì đảm bảo an toàn người và trang bị vũ khí, quản lý vũ khí trang bị thì thường xuyên liên tục được huyện đánh giá là đơn vị đảm bảo. Thế và các công tác động viên tuyển quân thì đối với xã Chính Nghĩa là một xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thì thóc không thiếu một cân mà quân không thiếu một người, thường xuyên liên tục chúng tôi giao đủ và vượt chỉ tiêu. Để không ngừng nâng cao đời sống cho bộ đội, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt công tác tăng gia sản xuất. Trong năm đã thu từ chăn nuôi được 50 triệu đồng, thu hoạch được 345 kg rau xanh, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Thực hiện tốt cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Công tác chính sách hậu phương quân đội cũng được Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã thị trấn thực hiện hiệu quả. Về cái công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đối với 2017 chúng tôi đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. 2018 thì ngay sau khi có cái văn bản chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh và Bộ Chỉ huy tỉnh, chúng tôi tham mưu cho Ủy ban huyện chỉ đạo kiện toàn cái hội đồng nhiệm vụ quân sự và tổ chức từ bước rà soát phúc tra nguồn, rồi chỉ đạo các cơ sở sơ tuyển và cho tới ngày 4 tháng 12 chúng tôi tổ chức khám tuyển và tới ngày 8 thì kết thúc. Sau cái khám tuyển thì thấy là năm nay đối với lực lượng vũ trang huyện, cái tham mưu với các ủy chính quyền địa phương thì cái bảo đảm cái phấn đấu là hoàn thành cái chỉ tiêu tuyển quân 2018 và có chất lượng. Với những kết quả trong phong trào thi đua quyết thắng của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Động thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tòa án Nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại thôn 3 xã Ông Đình, huyện Khoái Châu vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, do nghi ngờ anh Lê Đình Vũ, sinh năm 1994 ở thôn 3 xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, bán ma túy ẩm cho mình. Tuy không sử dụng nên các đối tượng gồm Phan Văn Mạnh, sinh năm 1986 ở thị trấn Khoái Châu, Nguyễn Đình Doãn, sinh năm 1989, Nguyễn Quang Bằng, sinh năm 1992 và Nguyễn Đắc Trường, sinh năm 1990 đều ở Tân Dân, Khoái Châu, đã mang súng và tuyếp sắt có gắn dao nhọn để đánh anh Vũ. Trong lúc xô xát với nhóm của anh Vũ, các đối tượng đã dùng súng bắn khiến anh Vũ bị thương ở vùng cổ, mặt và ngực. Bản kết luận giám định pháp y thương tích đã kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Vũ là 12%. Hành vi của các đối tượng trên đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo Điều 93 Bộ Luật Hình Sự. Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ việc và hành vi côn đồ của các đối tượng cùng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Mạnh và Doãn mỗi bị cáo 10 năm tù, các bị cáo Bằng và Trường mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù, đều về tội giết người. Tổng hợp hình phạt của các bị cáo là 35 năm tù. Khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2017, tại địa bàn thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 7, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 1.150 kg lòng lợn không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 30M8874 do Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1978, trú tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội điều khiển có hành vi chở 6 thùng nhựa màu xanh, bên trong chứa lòng lợn với tổng số 1.150 kg, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối để tiêu thụ kiếm lời. Quân khai nhận đã thu mua số lòng lợn này trôi nổi trên thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, Quân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số lòng lợn trên. Các đơn vị chức năng đã lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Quân và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng trên. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Năm 2017, trên địa bàn huyện Văn Lâm đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, làm bị thương 47 người, tài sản thiệt hại khoảng 960 triệu đồng. So với năm 2016, tai nạn giao thông ở huyện Văn Lâm tăng ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, tai nạn giao thông tăng 16 vụ, tăng 1 người chết và tăng 36 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 46 vụ, làm chết 25 người, làm bị thương 41 người. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 2 người, làm bị thương 6 người. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Văn Lâm vào cuối tháng 2 năm 2017 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 3 người. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu lỗi do người điều khiển phương tiện giao thông đi không đúng phần đường, sử dụng rượu bia, không làm chủ tốc độ, không đảm bảo khoảng cách an toàn và tránh vượt không đúng quy định. Từ đầu năm 2017 đến nay đã có không ít các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đối với các xe mô tô, xe máy chở quá số người quy định, làm chết liền lúc nhiều người. Đau lòng nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Văn Lâm vào cuối tháng 2 năm 2017 giữa xe ô tô biển kiểm soát 89A05914 lưu thông trên đường 385 hướng từ thị trấn Như Quỳnh về Lạc Đạo đã đâm vào xe mô tô biển kiểm soát 89L1-19680. Trên xe có 3 người. Hậu quả của vụ tai nạn đã làm cả 3 người đi trên xe mô tô chết tại chỗ. Gần đây nhất, vào ngày 1 tháng 9 năm 2017, trên quốc lộ 39 đoạn qua xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô với ô tô làm 3 em học sinh đi trên xe mô tô chết tại chỗ. Mặc dù có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với các xe mô tô chở quá số người quy định, nhưng hiện nay, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm, lỗi chở quá số người quy định diễn ra trên nhiều tuyến đường, tuyến phố. Hiện nay, tại ngã ba nút giao giữa đường Lê Văn Lương với đường vào khu Đại học Phố Hiến, thuộc địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, đã xảy ra tình trạng bày bán vật liệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Tình trạng trên không những gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và làm mất mỹ quan đô thị, mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến các phương tiện khi tham gia giao thông. Không chỉ có người đi bộ bị ảnh hưởng vì vỉa hè bị chiếm dụng, mà các phương tiện tham gia giao thông khi đi đến đây để chuyển hướng sẽ bị che khuất tầm nhìn bởi các đống vật liệu. Trước tình trạng trên, đề nghị đơn vị quản lý đô thị thành phố Hưng Yên và Ủy ban nhân dân phường An Tảo nhắc nhở, chấn chỉnh các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè và hành lang an toàn giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan khu phố. Mặc dù công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đã được các lực lượng chức năng tăng cường, song tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nguyên nhân này vẫn diễn biến phức tạp, cho thấy ý thức của một bộ phận người điều khiển phương tiện tham gia giao thông về vấn đề sử dụng rượu bia vẫn chưa được nâng cao. Trong năm 2017, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra phát hiện xử lý 178 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 613 triệu đồng. Việc xử lý nghiêm đối với người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn đã góp phần hạn chế số vụ tai nạn có nguyên nhân từ rượu bia. Để có được kết quả trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và lực lượng giao thông Công an các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vi phạm, vẫn còn một bộ phận người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn chưa chấp hành nghiêm túc việc yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng thì sẽ tăng cường
công tác kiểm soát cái việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia bằng cái việc là sẽ xử lý cái người điều khiển phương tiện bằng kinh nghiệm quốc tế. Và thứ hai nữa là khi lực lượng tuần tra kiểm soát mà đã phát hiện mà có dấu hiệu người điều khiển phương tiện và điều khiển phương tiện là có rượu bia thì sẽ tiến hành, sẽ đo trực tiếp kiểm tra cái nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này. Hậu quả từ các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia là điều ai cũng nhận thấy, song trên thực tế, công tác tuần tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng, việc phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn gặp khá nhiều khó khăn. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là những trường hợp sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông cần tự giác nâng cao ý thức, đã uống rượu bia thì không nên lái xe. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai, Chủ nhật ngày 24 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệu quả từ đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Kim Động. Anh Nguyễn Nam Thái ở xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, 1 tỷ phú nhờ cấy lúa. Đoàn Thanh niên Công an huyện Yên Mỹ xung kích đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.